bơm liều chết rồi. Không đâu, hai ông đi trước mình 5 phút mới tới trên đó à, 10 phút. Đây là đâu, ở đây là đường lên ngọn hải đăng Mũi Dinh, thấy con chó đi đá nhìn ảo vậy trời. Hai mới ngủ dậy rồi. Bọn mình vào đây có hôm qua tầm 10 giờ. Thì ở đây ăn uống chơi. Anh nè. Xe lên này khó quá. Có qua rồi. Tụi mình vào đây là đi bằng máy cày. Ở trong này á, xe đi vào nó cũng khó, bây giờ nó đẩy ô chó đẹp hết. Đi bên nào là, đi bên này là. Này anh bên này. Cứ đi theo đường xe máy cày đi. Đúng rồi. Thì đây còn rất là hoang sơ các bạn. Ra ra ngoài anh Nhân đi xe ôm kìa. Anh Nhân ra trước, ra trước à. Ok, à, bây giờ mình sẽ tìm cách cho mình phải đeo được cái ba lô này kìa. Bây giờ mình không biết là mấy giờ rồi. Vừa ngủ dậy rồi à. Mấy anh em đi bộ lên trên lại. Tập thể dục luôn rồi. Nó xa quá. À tới nè, tới mỏm đá này tới nè. Đây. À, nó không có xa mà cái dốc đi lên. Này tụi mình đi từ dưới lên. Và bạn mình đang gặp một vấn đề là đứt dây ba lô. Đây cũng là một cái này mà các bạn hãy cân nhắc trước chuyến đi của mình, nên cẩn thận rồi ba lô túi sách rồi này nọ là sao mà để gọn nhất có thể là ok. Quay kéo nè, hôm qua của mình bị túi mình bị hư quay kéo, mình còn khó chịu nói chi. Nên mình đợt này mình đem đồ nhiều quá, rút kinh nghiệm làm sao cho nó nhẹ hơn. Mình đi bộ từ ở dưới biển lên chứ tới đường phải tầm 1 cây số vậy, xa phải. Rồi tới rồi, có bạn hãy đăng Mũi Dinh. Ok, mình xong rồi. Quay vô đèo các bạn thấy mình bên tay phải sẽ có một cái đây, mình quay lại cho yên lại cái chỗ này không. Từ cái dốc trên xuống mình sẽ thấy bên tay phải sẽ có một cái cục đá có chữ Hải Đăng Mũi Dinh. Ở tới đây mình sẽ đi xe từ đây. Từ bên này mình sẽ đi xe cần cầu ở xe máy cày xuống dưới biển phía dưới kia, phía dưới đó thì tổng sẽ cắm trại vậy đó, sáng họ sẽ chở mình lên lại và ban ngày họ cũng có chở xuống luôn đó. Thì khuyến khích nên đi bằng xe máy cày chứ các bạn đi xe máy đi không nổi đâu, với lại hư xe đó, nên đừng cố đi xe máy nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp đây, mình đi về Vĩnh Hy, mình đi trên đây có hai mình quay cho bạn xem.